kính thưa quý vị khán thính giả, thì hiện nay chúng tôi là Trịnh Quốc Thiên đang có mặt trước White House vào ngày 7 tháng 7 2015. Được biết hôm nay là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng được mời vào White House để bàn những chuyện về vấn đề Việt Nam và vấn đề cái việc về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì đồng thời vào lúc này thì ở ngoài công viên Lafayette, tức là phía sau của White House, thì chúng tôi có nhận thấy là hàng trăm đồng hương Việt Nam biểu tình về việc tiếp kiến của ông Obama đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng tôi thấy là phái đoàn của người Việt rất đông, nhiều nơi trên nước Mỹ về. Chúng tôi thấy có tiểu bang Georgia, tiểu bang New York, từ Pennsylvania, từ Boston, một số người thì ở xa hơn, ở những tiểu bang như California, Florida, một số thì từ Canada. Chúng tôi thấy hiện nay thì vẫn còn phái đoàn vẫn còn đang biểu tình, thì họ hô những khẩu hiệu như chúng ta thường thấy là nhân quyền cho Việt Nam, tranh đấu cho người bất bạo động, dân chủ cho Việt Nam và nhiều khẩu hiệu chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đang ngồi phía trước và thấy phái đoàn được cho xuống đường để biểu tình ngay trước cửa của White House.